anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay em xin phép giới thiệu một con ẹt đồ kiển cho anh chị và các bạn ha, cho những cái anh trai nào đam mê, bạn trẻ nào mà thích chơi những cái dòng ẹt như thế này ha. Đồ kiển đó, tổng thể chiếc xe cho mọi người nhìn ha. Con này thì lên đây, nó đi trợ lực này, nó đi hai cái cùm tay côn Rambo này, tay thánh cung Rambo luôn nha mọi người. Mâm năm coi rất đẹp nha. Con này thì đời cao luôn nha, led 3 khoang nha anh chị và các bạn ha. Phục thì nó đi nó lên phục dầu, phục gì đây thì thôi để mình qua bên đây coi. Phục này phục rất leo ha. Đuôi thì đuôi kinh rắc nha mọi người, biển số 83 8978 ha. Tổng thể con xe thì khá đẹp. Con này bán nhé, con này nếu mà anh chị và các bạn mình bên mình cũng hỗ trợ trả góp luôn. Con này thì hỗ trợ trả góp, con này chỉ cần trả trước tầm như ta 2 triệu là mua được, còn nếu mà mua chính thức là 37 triệu bao tiền nha mọi người.